Hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại với CTG nha. Vâng, trong hai phiên ngay sau lễ thì cơ bản là CTG cũng đang loanh quanh thôi. Hôm qua thì giảm 0,45 và hôm nay thì tăng 0,05, mà nói chung là vẫn đang ở khoảng 32. Vâng. Và thanh khoản thì coi là khá là thấp, mỗi ngày chỉ được khoảng 6 triệu cổ thôi, trong khi những lúc cao điểm thì là phải hơn chục triệu hết. Về phía VN-Index thì trong hai ngày hôm nay thì đều tăng nhẹ, đúng không? Hôm qua thì tăng khoảng hơn 6 điểm và hôm nay thì tăng khoảng hơn 4 điểm. Tóm lại hai hôm thì tăng được khoảng hơn chục điểm, 11 điểm gì đấy. Và mà thị trường đã tiến sát đến 1221 rồi, đúng không? Như vậy là so với gọi là đáy tạm thời gần đây là 1274 vào ngày 19 tháng 4. Như vậy từ đó đến nay đã tăng được khoảng tầm 47 điểm gì đấy, đúng không? Nhưng mà cũng tăng khá khá rồi, vậy lùi lại được khoảng 4% và so với đỉnh là 1290 gì đấy thì còn cách khoảng tầm 70 điểm nữa, đúng không? Vậy là đấy là cách khoảng 6% nữa. Và đấy là trật tự là như vậy, đúng không? Thế thì trong buổi hôm trước thì mình cũng đang bắt đầu vào cái báo cáo tài chính của bên CLG, đúng không? Và chúng ta hết được tạm thời hết được cái phần liên quan đến tài sản của ngân hàng, đúng không? Trong đó thì điểm nổi bật nhất của ngân hàng chính là liên quan hoạt động cho vay, và cái điểm cực kỳ mạnh của họ là cái rủi ro nợ xấu là quản lý rất là tốt, đúng không? Và NIM của ngân hàng thì đang có xuống tăng, đúng không? Do động thái là đẩy mạnh cái khâu bán lẻ, đúng không? Còn lại cho vay thì trong quý 1 vừa rồi cũng tốt hơn ngành một chút, đúng không? Tức là tăng khoảng 2,8 so với ngành khoảng tầm 2,1, đúng không? Thế còn hai mảng gọi là phụ còn lại là cho vay ngân hàng khác, đúng không? Thì cũng phát triển khá ok, đúng không? Cuối cùng thì chứng khoán đầu tư thì bị giảm tỷ trọng. Và đấy tạm thời là liên quan đến tài sản là như vậy, đúng không? Thế thì hôm nay chúng ta cũng sẽ bắt đầu vào thử tiếp tục với báo cáo tài chính quý 1 của ngân hàng, đúng không? Xem những cái phần cần quan trọng mà chúng ta cần chú ý là như nào. Và đây là báo cáo tài chính quý 1 của ngân hàng, đúng không? Và trong buổi hôm trước thì chúng ta cũng đã đi hết được cái phần liên quan đến tài sản rồi, mà tóm lại là ngân hàng cũng chỉ có 3 tài sản chính thôi: một là cho vay khách hàng, hai là chứng khoán đầu tư, và ba là cho vay ngân hàng khác trên thị trường hai. Vâng, chúng ta đi tiếp ở cái bên phía này thì chúng ta có cái mục liên quan đến nguồn vốn, đúng không? Vâng, và thông thường thì nó cũng chỉ tầm khoảng 4 mục quan trọng thôi, chứ nó không thể có nhiều hơn được. Đầu tiên là liên quan đến các khoản tiền gửi và vay chính phủ và ngân hàng nhà nước, đúng không? Và ở đây là thuyết minh số 7. Tất nhiên cái này đây cũng là một khoản nhỏ thôi, mình đánh giá đây không phải là khoản lớn. Và để cho nó chắc chắn thì chúng ta sẽ đi từng chút một, đúng không? Để chúng ta có những cái đánh giá cho nó chi tiết hơn một chút về các hoạt động của ngân hàng. Và đây là chứng khoán kinh doanh, đúng không? Nó rất nhỏ, khoảng 1.900 tỷ thôi, và tất nhiên là chúng ta sẽ đi qua cái này. Thuyết minh số 2 đây là các công cụ tài chính phái sinh và công cụ tài chính nợ khác, đúng không? Vâng, cũng không không lớn, đúng không? Và chúng ta sẽ bỏ qua cái này. Vâng, cho vay hôm nọ thì mình cũng đã bắt đầu thống kê rồi, đúng không? Và chúng ta có hẳn một cái bảng để thống kê về qua nợ xấu của ngân hàng, và tất nhiên là đây là một điểm cực kỳ mạnh của các ngân hàng có gốc kinh doanh giống như CTG, đúng không? Và trong kỳ vừa rồi thì nợ xấu có tăng, đúng không? Tuy nhiên là 1,35% là cũng là cực kỳ thấp trong hệ thống, đúng không? Và mà nếu mà tính cả nợ nhóm 2 nữa thì thực sự là khá là ok, đúng không? Khoảng 2,93 thôi, đúng không? Và nó vẫn thấp hơn rất nhiều so với ngành là khoảng 4,29. Vậy là cái đánh giá. Rồi, trích lập nợ xấu chúng ta cũng đã bước qua rồi, chứng khoán đầu tư rồi, đúng không? Và chúng ta phía dưới này chắc chỉ có cái 6 là chưa kịp nhìn thôi. Vâng, đây này này. Các khoản đầu tư và công ty liên doanh, đúng không? Hình như là có một ngân hàng liên doanh, đúng rồi, ngân hàng Indovina. Vâng, và ở đây thì CG góp khoảng 50%, đây đúng là ngân hàng liên doanh luôn, và ngân hàng được thành lập tại Việt Nam, kho sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Đây là ngân hàng liên doanh với ngân hàng Cathay United, đúng không? Một ngân hàng được thành lập tại Đài Loan, đúng không? Như vậy là liên doanh với Đài Loan. Vâng, theo giấy phép thì thời gian hoạt động là 99 năm, đúng không? Vâng. Và vốn điều lệ đây là 193 triệu đô, đúng không? Nhưng mà cũng không phải lớn lắm, tính ra nó chỉ khoảng tầm 4-5 ngàn tỷ gì đấy thôi, gì đó thôi, đúng không? Rồi chúng ta đến với thuyết minh số 7, mà cái thứ mà chúng ta cần quan tâm đây, đúng không, là các khoản nợ chính phủ đây đây, đúng không? Và ở đây toàn bộ là tiền gửi của
kho bạc nhà nước. Vâng. Và như vậy là kho bạc nhà nước cũng để ở ngân hàng quốc doanh, đúng không? Giống CLG. Như vậy là cái 46 này thì gần hết là kho bạc, đúng không? Chứ còn thực ra thì liên quan đến ngân hàng nhà nước thì không có nhiều, có vài trăm tỷ thôi. Và như vậy là chúng ta ghi lại chút, đúng không? Đây cũng chỉ là một cái kiến thức thôi. Và như vậy là khoản nợ chính phủ, đúng không? Ngân hàng nhà nước. Vâng, cái này thì chủ yếu là kho bạc nhà nước. Đúng không? Đấy. Tất nhiên là cái này thì không lớn, đúng không? Chỉ khoảng vài chục ngàn tỷ thôi. Đối với CLG là bình thường. Vâng, thuyết minh số 8 nhé. Vâng, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác. Đúng không? Trong đó cái phần chủ đạo ở đây chính là tiền gửi. Đúng không? Như vậy là các ngân hàng khác cũng đến ngân hàng công thương gửi gửi tiền. Đúng không? Thuyết minh số 8. Đúng không? Đây rồi. Theo như cái thuyết minh số 8 này, đúng không? Thì tiền gửi không kỳ hạn là Việt Nam đồng là khoảng tầm 73 ngàn tỷ. Và tất nhiên tăng so với đầu năm. Bằng ngoại tệ là khoảng 130 ngàn tỷ. Như vậy là cái tiền gửi của ngân hàng khác tại ngân hàng công thương là chủ đạo là tiền gửi không kỳ hạn. Và chính yếu nhất, chính là ngoại tệ. Vì ngoại tệ chắc là lãi suất rất là thấp, cho nên họ có thể để như vậy được. Còn bên kia là tiền gửi kỳ hạn, đúng không? Cộng hai lại thì cũng khoảng 140. Như vậy là hai gần như là cân kèo nhau. Vâng, vay các chủ khác, khác, đúng không? Như vậy trong cái phần này chủ yếu là tiền gửi. Và theo như mình tìm hiểu thì ở bên phía kinh doanh ấy, thì cái chỗ 30.000 tỷ mà à bên bên phía cái 15.000 tỷ này, thì cái 15.000 tỷ này ấy, là nó để trả cho hai cái mục, là một là mục số 9 tức là tiền gửi khách hàng, và thứ hai là cái tiền gửi của cái tổ chức tín dụng khác, đúng không? Hai cái này cộng lại thì mới là tổng tiền gửi. Và bình thường thì hay cộng hai này lại, vì hai cái này gần như là chủ đạo để gọi là tính gọi là tổng tổng tiền gửi, đúng không? Rất có thể là có thể họ còn phải tính cả cái này nữa, đúng không? Ở đấy thì chi phí như mình đang tính đây thì mình sẽ tính rất hai tính hai cái chủ đạo như vậy. Vậy phần lớn nó nằm ở cái số 8 và cái số 9, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính ra được cái lãi suất tiền gửi. Và lãi suất tiền gửi mà ngân hàng công thương phải huy động, đúng không? Đấy. Rồi thì nói chung là con số này trong kỳ thì nó cũng tăng nhẹ, đúng không? Tăng khoảng tầm 304 lên khoảng 325, tăng là khoảng 20, 20 là khoảng tầm 7%. Còn ở phía toàn bộ hệ thống thì mình đang nhìn thấy đây là còn giảm cơ. Giảm 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 nhẹ. Còn phía ngân hàng công thương thì là tăng. Như vậy là tất nhiên mục này thì chưa phải là mục quan trọng nhất, nó là cái cấu phần của liên quan đến tiền gửi rồi, đúng không? Chúng ta tiếp tục đến với cái nữa, đúng không? Là cái số 9, đúng không? Đây là cái rất quan trọng. Chứ cái số 8 này thì mình nghĩ không phải là cái chủ chốt, đúng không? Cái số 9. Chúng ta có ở đây phân làm 4 vùng, đúng không? Tiền gửi không kỳ hạn, tiền và vàng gửi không kỳ hạn là 307.000 tỷ, đúng không? Và giảm nhẹ so với đầu năm. Thứ hai là ở đây tổng tiền gửi là tăng nhẹ nhá, tăng khoảng 17.000 nhá, tức là tăng khoảng hơn 100%. Ở phía thứ hai là tiền gửi có kỳ hạn, đúng không? Là cái này là có tăng, đúng không? Từ 1092 lên thành 1110, gọi là triệu 1 tỷ. Thế còn hai cái dưới đây tất nhiên là phụ thôi, đúng không? Và nó tất nhiên là nó cũng tăng. Tiền gửi vốn chuyên dùng và tiền gửi ký quỹ, đúng không? Và tổng ba cái món 307, 4.500, 5.100 này thì được gọi là hợp chung lại gọi là tổng tiền gửi không kỳ hạn, đúng không? Liên quan cái khoản gần như là lãi suất bằng gần như bằng không, đúng không? Thì chúng ta có một cái chỉ tiêu rất là quan trọng, đúng không? Tiền gửi trong kỳ thì của CLG thì tăng khoảng 1,2, còn hệ thống 27 ngân hàng đang trên sàn tăng khoảng 0,7. Như vậy là trong quý 1 này thì tiền gửi và cho vay, đúng không? Tiền gửi khách hàng, đúng không? Là tăng nhẹ và vẫn hơn ngành. Đấy. Như vậy là cả tiền gửi cả cho vay đều hơn ngành. Thế còn vốn chủ thì tăng chậm hơn, đúng không? Rồi. Và ở đây thì chúng ta đến với cái chỉ tiêu CASA, đúng không?
Và Gaza là tổng tiền gửi không, tổng các loại không kỳ hạn mà gần như trả lãi suất bằng không so với tổng, đúng không? À, tức là tóm lại cái ông gửi kỳ hạn này thì chắc là khoảng 78% gì đấy. Còn không kỳ hạn tổng ba món kia là khoảng 22,18, đúng không? Và giảm nhẹ so với kỳ vừa rồi, kỳ trước. À, trên toàn ngành, trên khía cạnh toàn ngành thì còn giảm mạnh hơn, đúng không? Đấy, giảm đến gần 1%. Thế còn ở đây phía này thì chỉ giảm có 0,37 thôi. Như vậy là tiền gửi không kỳ hạn của CG vẫn tiền gửi không kỳ hạn giảm nhẹ, đúng không? Nhưng mà vẫn hơn ngành. Đấy, ngành giảm mạnh hơn. Đấy, đúng không? Cái đây chính là mấu chốt của giá vốn rẻ, đúng không? Đấy là cái mà chúng ta thấy. Và chúng ta nhìn một cách dài hạn trong vòng vài năm qua, chúng ta thấy là cái đây vài năm, đúng không? Ví dụ như năm 17, 18, 19, 20, 21, đúng không? Thì tỷ trọng cái tiền gửi cái tỷ trọng cái tiền tổng tổng không kỳ hạn này của CLG chỉ khoảng 13, hơn 13 thôi. Đến những năm 22 thì lên khoảng 14, và đến vừa rồi thì đến quý 1 này, đúng không? Đã lên đến 15. Và như vậy là rõ ràng là mảng này CLG đang làm tốt hơn hệ thống, đúng không? Đấy, mặc dù là, và kể cả CASA thực thì chúng ta cũng thấy tăng, và tỷ trọng CASA trong ngành là cũng có thiên hướng tăng lên. Và mặc dù là tổng tiền gửi thì có xu hướng giảm nhẹ trong so với hệ thống, đúng không? Tuy nhiên nếu mà nói về CASA thì là tốt lên, đúng không? Như vậy là cái này là tốt, đúng không? Vâng, tốt hơn rất nhiều. Vâng, để chúng ta sẽ ghi thử, đúng không? Các khoản nợ chính phủ và ngân hàng nhà nước. Vâng, 46137 và 063. Rồi, chắc là nó cũng bé bé thôi, 2%, rất bé. Vâng, 14 tiếp theo là nợ gọi là gửi đúng không? Và vay tổ chức tín dụng khác. Vâng, vay cái trên thì không cần, mà cái này gọi là tiền gửi và vay của tổ chức tín dụng khác. Wow, này cho đúng chính xác. Wow, rồi. Và chúng ta có con số là 325 và 515. Wow, như vậy là rồi. Wow, cũng vẫn bé, chưa thu gì cả. Rồi, và chúng ta đến với thứ to nhất này, tiền gửi khách hàng triệu tư tỷ. Vâng, 68%. Vâng, tiếp chúng ta đến với cái thứ tư mà sẽ rất hay gặp, đúng không? Nếu mà bạn nào bạn làm trái phiếu, vâng, liên quan đến nghiệp vụ trái phiếu ở sở Hà Nội thì chắc là cực kỳ hay gặp cái này. Vâng, giấy tờ có giá. Vâng, vâng, 101.000 tỷ. Và tóm lại đây đã là 91% rồi. Và rất là lớn. Và chúng ta có cái mục cuối là vốn chủ. Và vốn chủ của ngân hàng là 130.000 tỷ. Là 130.000 tỷ và chiếm khoảng 6% nguồn vốn. Và đây thì mình sẽ so sánh với đầu kỳ, đúng không, để chúng ta kiểm tra xem như nào. Vâng, mấy mục này thì chắc là nó cũng bé bé thôi, đúng không? Rồi, chúng ta đến mục thứ hai, đúng không? 304 và 321 và 721. Rồi,
Rồi. Và cũng chỉ 14 1500 thôi. Nhưng mà nhớ là đây là tổng tài sản, tức là tổng nguồn vốn tăng khoảng 2%. Và mục này mình xem tăng bao nhiêu. Tăng 6,9%. Đi kỹ là mục mà ngân hàng khác gửi hoặc đi vay ngân hàng khác thì gần như bằng cái việc ngân hàng công thương ở bên chiều kia, đúng không? Ngân hàng công thương đi gửi ngân hàng khác gần như là bằng nhau. Và như vậy là cũng cân trên thị trường hai, không có gì khác biệt quá lớn cả. Rồi. 899 và 038. Rồi, chúng ta xem như này nào. 69% đúng không? Như vậy là quý 1 thậm chí tỷ trọng này còn giảm nhẹ một chút và chúng ta xem thì tăng bao nhiêu phần trăm. Vâng, tăng tăng 1,1%. Vâng, như vậy là và cuối cùng là cái thứ ba là phát hành giấy tờ có giá đúng không? Cái này giảm rồi. Vậy chắc có khoản chứng chỉ gửi hoặc là trái phiếu đáo hạn đúng không? Cái này thậm chí còn giảm. Đáo hạn và chưa tái phát hành. Vâng, giảm 11%. Và vốn chủ thì chắc là tuyệt vời rồi. Vậy ngân hàng thì họ đòn bẩy lớn như thế. ROA có thể không cao lắm nhưng ROE nhất định là sẽ cao. Vâng, vẫn 6. Và chỗ này chắc phải tăng đến 3,7. Vâng. Như vậy trong tất cả cái này thì liên quan đến nguồn thì thứ mà lên nhanh nhất và mạnh nhất chính là tiền gửi khách hàng. Vâng. Lên cực kỳ mạnh. Và chúng ta sẽ thử ngó cái đấy đúng không? Đây là phát hành vâng, thiên binh số 9 đây đúng không? Và ở đây liên quan đến cái chỉ tiêu liên quan đến tiền gửi đúng không? Thì dựa trên cái mục số 8 và số 9 đúng không? Cộng với cả cái phần bên phía cái lãi tiền gửi mà ngân hàng đã phải trả. Thì lãi suất mình tính tạm được ở đây là khoảng tầm 7,15% đúng không? Và tất nhiên đây là cho vay nhé. Và tất nhiên là thấp hơn ngành đúng không? Vì ngân hàng lớn thường là cho vay thường thấp hơn ngành. Thế còn đây là lãi suất tiền gửi đúng không? Và đây liên quan đến tiền gửi là chi phí trả cho người gửi tiền là khoảng 13.000 tỷ. À, tổng hai cái món kia lại trung bình đầu kỳ cuối kỳ thì ra khoảng tầm gần 1,7 triệu tỷ. Và tóm lại nó khoảng tầm 3,14% và trong kỳ thì nó giảm khoảng 0,73%. Vâng, lãi suất giảm. Vâng. Còn phía cho vay thì giảm 0,8 đúng không? Như vậy là tiền gửi giảm chậm hơn cho vay một tí đúng không? Tức tóm lại là ông có bị thiệt nhưng mà thiệt không đáng kể đúng không? Và ở đây thì mình có thiết lập cái công thức là từ 4,08 thành 4,01. Hiện nay cái bảng này thì cũng một số bạn bạn đã xin, thực ra đây là cái file mình dùng nội bộ thôi đúng không? Và hàng quý là mình có hoàn thiện đúng không? Và cũng có thể cập nhật bổ sung thêm một số cái, rất có thể trong tương lai sẽ còn phải sửa đổi bổ sung nhiều các cái này. Thì chúng ta thấy lãi suất tiền gửi là của ngân hàng công thương là khá là cân đúng không? Thế còn ở bên phía 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 ngành đúng không? Thì ở bên phía cho vay thì cũng giảm từ 9,19 về khoảng 8,24, tất nhiên là cũng giảm khoảng 0,94 đúng không? Giảm mạnh hơn của phía ngân hàng công thương nhưng thực ra lãi suất cơ sở của họ vẫn rất là cao đúng không? Ở phía bên 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 tiền gửi mà chúng ta nhìn thấy đây thì giảm khoảng 0,86 đúng không? Thế còn về còn khoảng 3,6. Còn phía ngân hàng công thương thì giảm 0,73 đúng không? Như vậy là bên phía kia họ cũng giảm mạnh hơn. Rồi, đúng không? Giảm mạnh hơn và cuối cùng thì về khoảng 3,6 đúng không? Thế còn lệch của họ thì từ 4,7 về 4,62 tức là giảm 0,08. Còn phía ngân hàng công thương thì giảm 0,07 đúng không? Như vậy là về cơ bản là cũng xem so với ngành đúng không? Chẳng qua là lãi suất huy động ông thấp hơn thì ông cho vay sẽ thấp hơn thôi đúng không? Đấy là cái và ông cố tình neo một cái lệch lãi suất cho vay tiền gửi ở đâu đấy đúng không? Đấy. Và thay đổi của cái đấy thì không phải lớn trong kỳ đúng không? Đấy, chúng ta rút ra như vậy. Dù sao thì như vậy chất lượng tín dụng sẽ có cơ sở tốt hơn ngành đúng không? Bởi vì lãi suất cho vay thấp hơn mà. Và đấy là cái chúng ta có thể tưởng tượng và rút ra được đúng không? Là liên quan đến cái con số hai con số rất lớn này đúng không? Mà lãi suất tiền gửi mà ngân hàng công thương phải huy động là rất thấp đúng không? Chỉ hơn 3% thôi đúng không?
Ở đây thì cũng thực ra cái mục này, mục giấy tờ có giá cũng có thể tính như vậy được đúng không? Nhưng vì thường nó rất là nhỏ nên là mình không tham gia tính vào đây. Ở phía bên cái bảng báo cáo kết quả kinh doanh ấy, cũng có cái mục liên quan đến chứng khoán đầu tư đúng không? À, lãi thu được liên quan đến các cái chuyện này đúng không? Tuy nhiên ở đây thì mình không tham gia tính những cái chuyện này. Mình tính tiền gửi cho vay thôi, hai thứ chủ đạo nhất của ngân hàng. Rồi chúng ta đến với cái kỳ đầu tiên đúng không? Tức là đầu 23 hay còn gọi là cuối 22 đấy đúng không? Đấy, mình tính nốt cái này để chúng ta áp dụng nghe cho đồng bộ một chút. Ồ, thời điểm đấy